Vô hành vô Cho đóng vô đây rồi. Tại nhóc luôn cũng bự lắm hả? Quá. Nó dày quá. Nó đi là chủ nhật thứ bảy à? Bảy đi à? Chủ nhật về à? Được ghê, mẹ ông đi, để nó đi. Để đó làm buồn không? Mẹ tạm bữa là năm bố này. Không nặng với ai là, hỏi đi. Hỏi đi đâu thử đi à con bạn mình đi cực khổ nịch tập trận nha. Ủa cái nhà ăn lên lớn cái đấy mà không đi rồi cái thằng đấy cũng thường nói là nó mở không dạ chứ em cũng đi sợ thật lắm chứ có tội tổ rồi mình nó là lắm nó thôi đi chuyển trường á trường thì đơn giản gì đâu bổ bố đi xin bốn già rồi bà cô gì chú bác bán cho bọn hết rồi có ăn ra ngồi xin đi xin thứ bảy nó đâu có làm việc bữa học đợi nhật tới nó đang nghỉ hết rồi chứ ngày thường nó mới làm của mẹ đấy đi tính toán đầy đủ đi ngày thứ hai thứ ba nó mới làm chứ thứ bảy nhật nó đâu có làm rồi thứ bảy còn học nè nó không làm nhưng mà cái văn phòng mà nó giải quyết hồ sơ nó không làm ngày thứ bảy nhật hiểu không đợt đi này xin hồ sơ nó chuyển sang tháng 6 này nó làm ngày anh đi nó mẹ mệt về giùm đồ xanh cái gì chị này bán nội vậy hả cái bàn trước cho để mình nó giải quyết cái gì giải quyết có khỏi nó đi đến mới về biết đấy ừ đứng yên về thì phải gọi điện cho văn phòng trước rồi mới về chứ anh tự nhiên đâu mà về thì điện cho được gọi điện cho trưởng trường nó trước chứ đừng như em mẹ em không biết tính toán chứ bằng vậy không ừ gọi trước đi không gọi này nó nôm đấy nó không làm thì mình kêu ừ. Mới về chung không? Không về làm gì? Thèm đâu cái gì mà thèm ra đi em ạ anh hề nó còn quá rồi nè ừ hôm nay ngày mai đổi hẹn ha. Đó, lộ cũng phải ha. Quảng cáo Zalo gì ghét này, cái Zalo này ghét. Đấy, cái Zalo. Trong này tránh ghét đấy.
Để muốn đi tầm 10 đến mà đâu mà. No chưa? Trời. Không biết còn tham miệng một tham. Một này. Một này ăn bao nhiêu người? Dày thế, bóc mỏng ra. Vậy cái lúc đó ăn cái con đi hồi đó ăn đến mày chụp ảnh coi mà thấy nó ăn con thâm lửng thâm lửng thâm lửng thâm lửng con đó. Má cái năm 4 năm còn cho mày ăn được có 2 con nước à mày đâu chụp ảnh. Đánh mặt con nạn Thank you.
Không quá, lợn bật quả lên nó nằm mát. Xuống ra đây ngồi chị nghe. Ai bỗng cái bật quạt? Đây, nằm đây. Nằm.
Vậy đâu mà nội. Mình tắm ba tắm luôn rồi. Mát ghê, mày quạt cái xứng ai, mưa không mưa được, mưa tí à. Ăn no rồi, mình mới khét hả? Con ăn mấy cái nước rồi. Tại lời bà thầy bố nó nói chưa ăn đừng có con ăn no bụng. Mỗi lần nãy ăn mỗi suy nghĩ mà hôn chứ giận ăn, ăn cho chết. Ai bà không nói tự nhiên mà bà khám cho mẹ mà cũng áp sát cho bụng nó không nói vậy. Thì ai ăn cái bà áp sát cho bụng nó chưa được ăn no. Thì hậu quả của việc ăn no là bụng tệ đấy nha. Rồi nè, khi ăn xong cảm thấy khát nước đúng không? Em uống nước, thế là bụng no nữa. Nãy nếm anh có đau không? Đập trận ra. Nãy nếm anh không đau hả? Ừ. Nghe các bạn nha. Sao nó đừng có mập quá. Nếu người ốm á, dễ thương hai cái mắt này có mấy người mập như vậy. Thì đừng có hồng mà chạy thoát này chưa. Mập dễ thương người ta thích mụn má. Nhé mặt. Đó, nhé nó đau. Thậm chí cả cắn luôn, hiểu không? Ốm lại nghe chưa? Mấy người ốm á, đẹp trai người ta chỉ biết là chỉ biết hôn mặt thôi, không làm gì hết mấy người. Mình mập dễ thương á, người đâu giả bỏ mặt con có nữa nè. Trời ơi. Đó, nhé bạn con có nè. Ê, lần tiên em ăn bùi nhùi đâu hả? Dạ. Trời đất ơi, mới đầu quen anh em đâu biết cái bùi nhùi đâu đúng không? Ăn hồ bà ở sao đó nhớ nhớ lại lên trời ơi, đồ gấu nhỉ, nhớ lại coi đầu mày nhung cái đâu cái này đồ gấu không
Nào, ở đó nằm ngủ đi, mỏi đúng quá mẹ ơi. Chị nằm đi, ăn cái gì đâu. Bực mình ghê. Ai ngủ tao một cái. Xa. Sướng quá. Thank you.